hình ảnh của Diêu Nhi trong cái bộ phim lần này thì nó khác biệt như thế nào so với những cái màu sắc mà Diêu Nhi đã xây dựng và khán giả đã quá quen với Diêu Nhi một diễn viên lầy lội? Đúng là cái chiến dịch chống ế sitcom nó đã mang lại cho Nhi rất là nhiều lợi thế, là được khán giả biết đến, được khán giả yêu mến, và mình tạo ra cho mình nhiều cái cơ hội hơn ở trong nghề nghiệp diễn xuất của mình. Thì đồng thời nó cũng là một cái áp lực, một cái rào cản mà hàng năm, hàng ngày và mỗi một cái dự án nào nó đến với Nhi, Nhi đều cũng phải rất rất là áp lực, bởi vì khán giả đã quá quen và cái hình ảnh đó nó đã in đậm ở trong khán giả rồi. Cái ưu điểm của mình đồng thời sau này nó cũng đã trở thành một cái khuyết điểm của mình từ hồi nào mà mình không biết. Và đến khi mình nhận ra rồi thì mình không còn cách nào khác ngoài cái sự cố gắng từ từ. Mình không thể nào mà đang như vậy cái dự án đó thì mình hẳn khác hẳn luôn, thì chắc chắn khán giả sẽ cảm thấy bị sốc, khán giả không có quen. Cho nên trước cái dự án thoát ế này, Nhi cũng đã làm những cái dự án mà mình thay đổi từ từ ở cho khán giả thấy là ồ, dường như cũng có những cái lúc dịu dàng nè, có những cái vai diễn là mình có thể là sâu hơn. Và chắc là chắn là cái thoát ế này nó phải khác hẳn cái chiến dịch chống ế ngày xưa, bởi vì ngày xưa là sitcom, mình sẽ diễn nó đa phần nó hơi bị kịch một chút xíu, hơi over một chút xíu. Thì lần này thoát ế thì vai luật sư Linh Đan lại là do Nhi thủ vai, thì nó lại là một cái sự khó khăn rất lớn để làm sao là nó vẫn phải thú vị như là phim sitcom ở cái nhân vật này, đồng thời nó cũng phải mới mẻ và phải trưởng thành hơn chứ không phải là nhí nhố nữa. Cho nên cái điều quan trọng là Nhi phải làm việc rất là kỹ với là đạo diễn và nhà sản xuất, là Nhi cũng mong muốn là Nhi không còn nhí nhố nhưng mà vẫn giữ lại cái nét đáng yêu, vui vẻ, những cái phân đoạn hài hước cho cái nhân vật Linh Đan này, thì khán giả sẽ cảm thấy là không có bị sốc. Ồ, Linh Đan ngày xưa của tôi vậy mà sao giờ nó kỳ vậy? Tất nhiên cái tính cách nhân vật mình vẫn phải giữ, bây giờ là mình làm sao đi theo cái tình huống phim thôi. Dạ, khi mà mình tham gia cùng với một cái dàn nghệ sĩ rất là hùng hậu, rất là đình đám như vậy, thì dường như có cảm thấy bản thân mình áp lực và làm như thế nào để mình thật sự là ghi được lại dấu ấn trong lòng khán giả với một dàn sao như thế này? Thật ra là từ trước tới giờ khi mà Diệu Nhi đóng một cái dự án nào á, Nhi chưa bao giờ áp lực bởi những cái diễn viên xung quanh mình, bởi những cái sự tỏa sáng của họ, bởi những cái hào quang hay những cái thành công trước đó của họ. Nhi chưa bao giờ áp lực. Nhi chỉ áp lực với bản thân mình là làm sao mình thể hiện cái vai diễn này tốt nhất có thể. Và như mọi người cũng đã thấy thì bất kỳ một cái dự án nào xong thì Nhi đều chơi chung với cả ekip diễn viên hết. Và Nhi nghĩ là cái bộ phim này cũng không ngoại lệ. Mọi người cũng chưa có cái thời gian để mà tìm hiểu thân nhau, nhưng mà như chắc chắn khi mà xong phim rồi chắc chắn là mọi người sẽ vẫn tiếp tục giữ cái tình bạn đó. Và cái điều mọi người luôn trăn trở thì làm sao những con người chưa có từng hợp tác nhiều, chưa có thời gian, nhưng mà khi lên phim lại như là một hội bạn thân, thì cái điều đó đang làm cho mọi người cũng khá là suy nghĩ và phải dành thời gian nhiều để mà đọc kịch bản cùng nhau, trao đổi với nhau nhiều hơn và kỹ hơn. Và cái điều quan trọng ở một cái bộ phim này không phải là thành công của mỗi cá nhân mà là cả một tập thể, bởi vì phim này là trải đều hết tất cả những cái đất diễn cho 4 người và đòi hỏi làm sao khi mà khán giả đi xem, khán giả cảm thấy ồ, đây là một cái tình bạn thật sự quá đáng yêu, mà tôi ước gì ngoài đời tôi có một cái tình bạn như vậy. Thì cái đó là cái điều mà mọi người mong muốn, chứ không phải mọi người mong muốn là ồ, tôi phải nổi bật nhất của phim này, tôi phải là làm thế nào để tôi cho mọi người thấy là tôi diễn đã quá ok, là tôi diễn lấn át người này, lấn át người kia. Thì cái đó là điều không có ai mong muốn hết. Trong cái mùa dịch đó, thì trong những cái nghệ sĩ khác lo lắng cái chuyện là chúng ta không ra được sản phẩm để không tiếp cận được khán giả, nhưng mà Diệu Nhi lại hoàn toàn ngược lại, tức là bạn có những cái sản phẩm cá nhân mà mình tự sáng tạo ở nhà, mình nhận được rất là nhiều những cái phản hồi tích cực.